nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng, sinh năm 1969, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh là con đầu của nghệ sĩ nhân dân Đỗ Doãn Châu và nghệ sĩ ưu tú Bích Thu. Được thừa hưởng gen nghệ thuật từ chiếc nôi của gia đình, nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng lớn lên trong không gian thấm đẫm màu sắc và âm thanh của sân khấu, nên chất sân khấu ngấm vào anh từ nhỏ và dần trở thành đam mê cháy bỏng. Đứng giữa hai lựa chọn là diễn viên và họa sĩ thiết kế mỹ thuật, cuối cùng anh đã chọn đi theo con đường của cha mình. Anh sớm bộc lộ tài năng, cá tính độc lập, giàu bản lĩnh, dấu ấn cá nhân, khẳng định một lối đi riêng, tránh tối đa lặp lại chính mình. Anh theo học chuyên ngành thiết kế mỹ thuật sân khấu, khoa thiết kế mỹ thuật, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội khóa 8. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, anh có 5 năm làm họa sĩ tự do, thỏa sức sáng tạo và tích lũy kinh nghiệm. Đến năm 1998, anh về đầu quân cho Nhà hát kịch Việt Nam. Sau 15 năm công tác ở Nhà hát kịch Việt Nam, năm 2013, anh quyết định về làm việc tại Nhà hát Tuổi Trẻ, giữ cương vị trưởng phòng nghệ thuật. Dù đã được đi tu nghiệp tại nhiều nước có nền mỹ thuật sân khấu phát triển như Mỹ, Đức hay Nhật Bản, nhưng nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng không tự bằng lòng với mình. Anh luôn nỗ lực không ngừng để tìm cách thể hiện mới, tránh đi theo lối mòn cũ, với kỳ vọng đưa thiết kế mỹ thuật sân khấu Việt Nam song hành và phát triển cùng thế giới. Thiết kế mỹ thuật là một thành tố vô cùng quan trọng trong một vở diễn sân khấu. Với cá nhân tôi thì tôi luôn luôn tin tưởng gửi gắm vở diễn của mình với họa sĩ Doãn Bằng. Và anh Doãn Bằng thì cũng chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng. Trong tất cả những tác phẩm mà anh Bằng cùng với tôi sáng tạo thì tôi đều rất thích thú. Bởi vì thiết kế mỹ thuật của anh Bằng nó đi song hành được với cái sự phát triển của sân khấu thế giới. Ngôn ngữ sân khấu mỹ thuật của anh thể hiện được những nét hòa trộn giữa trường phái sân khấu phương Tây và phương Đông một cách nhuần nhuyễn. Với anh, nếu thiết kế mỹ thuật cứ làm theo cách mô phỏng thô sơ, đơn giản, thì sân khấu sẽ nghèo nàn, khó phát huy được tư duy, tưởng tượng, sáng tạo của nghệ sĩ và công chúng thưởng thức nghệ thuật. Chính nỗi trăn trở này đã thúc giục anh hiện thực hóa ước mơ ra nước ngoài học tập. Kiến thức học hỏi được, anh đã mang về Việt Nam dựng các vở kịch kết hợp sân khấu Mỹ và sân khấu Việt Nam. Tiếp cận với sân khấu thế giới, anh mở mang được nhiều điều bổ ích, kéo gần hơn khoảng cách giữa sân khấu với khán giả, thổi làn gió mới trong cách tiếp cận phong cách thiết kế mỹ thuật thế giới và được các đạo diễn đánh giá cao. Đây là vở thứ hai tôi làm với anh Doãn Bằng. Tôi thích anh Doãn Bằng ở cái là gần như tất cả các vở, các ý tưởng nó không bị trùng nhau. Cái thứ hai nữa là nó không bị theo một cái lối mòn của tư duy. Tất cả những cái decor của anh Bằng nó gợi mở ra những cái sáng tạo mới, nó đồng sáng tạo cùng đạo diễn. Dù đã có hàng trăm bản thiết kế mỹ thuật cho nhiều loại hình sân khấu khác nhau, từ kịch nói, chèo, ca kịch, cải lương, nhưng với mỗi loại hình, anh luôn tìm cách xử lý hài hòa, thông minh, tạo được những bố cục sân khấu mới lạ, độc đáo, hình tượng làm rõ yếu tố tư tưởng. Một trong những ví dụ minh chứng gần đây nhất chính là vở kịch nói Người tốt nhà số 5, đoạt giải vàng trong liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ tư năm 2020. Vở kịch Người tốt nhà số 5 là một vở diễn mà thực sự rất khó về không gian. Nếu giải quyết được vấn đề không gian thì gần như là đã có khóa cho vở diễn. Phải nói thật là vở diễn Người tốt nhà số 5 được cái sự thành công nhờ vào trang trí của nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng rất nhiều. Và với cái trang trí của nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng đã thực sự là tạo ra được cái không gian cho diễn viên biểu diễn, cho đạo diễn được thỏa sức có được những cái tư duy trên cái trang trí. Và tôi cho rằng không chỉ riêng vở Người tốt nhà số 5, mà với những vở diễn khác thì nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng luôn có những cái sự sáng tạo, mà sự sáng tạo đấy nó mang tính hiện đại. Không chỉ đóng góp cho thành công chung của mỗi vở diễn, từng bản thiết kế của anh đều đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ tối đa cho phần biểu diễn của diễn viên được hoàn thiện hơn, giúp họ thoải mái sáng tạo và thăng hoa trên sân khấu.
Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, phía sau màn nhung ngày hôm nay đã được mở đầu bằng một phóng sự về công việc của người họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu. Một công việc mà Mỹ Lan nghĩ rằng quý vị khán giả cũng chưa có nhiều cơ hội để biết đến hay tìm hiểu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng. Xin chào Mỹ Lan. Xin chào khán giả của chương trình phía sau màn nhung. Thưa nghệ sĩ Doãn Bằng, anh đã đến với nghề thiết kế mỹ thuật sân khấu như thế nào ạ? Nó như là tiền định. Tại vì tôi được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật sân khấu. Bố mẹ tôi thì đều là những cái người nghệ sĩ biểu diễn. Và sau đó thì bố tôi lại là tu nghiệp ở Cộng hòa Séc về thiết kế mỹ thuật sân khấu. Chính ông là hướng tôi vào cái con đường mỹ thuật sân khấu này. Điều đó có nghĩa là anh đã mê đắm với những nét vẽ rồi là với sân khấu từ nhỏ đúng không ạ? Tức là bố mẹ sinh tôi ra đúng trong cái thời kỳ là phải đi biểu diễn rất nhiều. Và thậm chí là khi mẹ tôi biểu diễn xong thì vào cánh gà cho tôi bú sữa và rồi lại ra biểu diễn. Cho nên ngay từ những cái thủa ban đầu của cuộc đời mình nó đã là gắn liền với cái sân khấu. Nhưng mà tại sao anh không lựa chọn công việc diễn xuất? Tức là một công việc đứng dưới ánh đèn, đứng trước khán giả, mà lại lựa chọn một công việc mình đứng phía sau là thiết kế mỹ thuật sân khấu. Tôi cũng đã từng phải đứng ở giữa ngã ba đường như vậy. Bởi vì tôi cũng đã từng đi biểu diễn. Đến một thời điểm phải lựa chọn thì tôi lựa chọn mỹ thuật sân khấu. Bởi vì ở cái lứa tuổi đó mình cảm giác rằng là ở mỹ thuật thì nó đúng với mình hơn và mình được bung sức hơn là ở dưới ánh đèn sân khấu. Hỏi thật là có lúc nào anh suy tư hay là anh có chút hối hận về quyết định đấy không? Đôi lúc có một vài cái khoảnh khắc nhỏ nào đó trong cái quãng đường mình làm sân khấu, mình nhìn thấy các nghệ sĩ được trao giải, được nhận những cái tràng vỗ tay từ phía khán giả, mình cũng đã từng hồi tưởng lại bảo giá mà. Nhưng mà lúc đấy là mình tỉnh lại ngay không, con đường của mình vẫn phải làm mỹ thuật. Vâng, vậy có những khó khăn và thử thách gì mà anh đã vượt qua trên con đường đấy? Thực ra thì cái khó khăn lớn nhất ấy, chính lại là cái mà có thể là thuận lợi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi sinh ra trong gia đình như vậy. Tôi được ở gần gũi với cái môi trường sân khấu. Tôi được ở gần bố mẹ tôi là những người có thành công ở trong sân khấu. Thế nhưng mà đấy lại là áp lực. Cái khó khăn nhất là làm thế nào mà tôi phải bước ra khỏi được bóng của bố mẹ để khẳng định mình và chứng minh được rằng từ cái hào quang của gia đình, cái đấy chỉ là cái thuận lợi, những cái khó khăn kia tôi chinh phục được nó. Bây giờ mình hãy đi vào những câu chuyện cụ thể đi ạ. Khi thiết kế mỹ thuật cho một vở diễn nào đó thì anh phải trải qua những cái công đoạn như thế nào? Hãy khắc họa lại cho khán giả có thể hình dung. Ngay từ ban đầu khi đạo diễn và nhà hát lựa chọn một cái kịch bản sẽ dựng thì cái bước đầu tiên đạo diễn sẽ phải lựa chọn những người làm việc với mình. Và cái người làm việc gần nhất thì đạo diễn phải chọn là người họa sĩ thiết kế sân khấu. Bởi vì cái người họa sĩ thiết kế sân khấu sẽ quyết định toàn bộ cái vở diễn nó vận hành như thế nào trước mắt khán giả. Tại vì khi chúng tôi thiết kế ra cái bục, chúng tôi thiết kế ra cái bàn, cái ghế thì đạo diễn sẽ căn cứ vào đó yêu cầu diễn viên ngồi vào những vị trí nào, đi lại và chuyển động ra làm sao. Cái vai trò của chúng tôi với một vở diễn nó chỉ đứng bên dưới đạo diễn thôi. Và nó cũng có một cái đóng góp rất là quan trọng cho cái thành công của vở diễn. Bởi đấy là không gian để cho người diễn viên có thể bung tỏa và hóa thân vào từng vai diễn của mình. Và đấy cũng là không gian để khán giả thưởng thức nghệ thuật. Nó chẳng khác gì cái vẻ đẹp của những sân khấu ca nhạc cả đúng không ạ? Nó rất là quan trọng như vậy. Nếu như ca sĩ hát hay nhưng mà cái màn xung quanh nó không đẹp thì đôi khi cũng giảm cái tính thưởng thức của khán giả. Nhưng sân khấu nó còn quan trọng hơn đúng không ạ? Bởi vì Mỹ Lan thấy rằng là nó còn tái hiện lại cái bối cảnh mà ở trong đó từng tính cách, từng góc khuất trong tâm hồn của diễn viên, của nhân vật nó được bộc lộ ra. Thực ra thì nó rất là quan trọng bởi vì đôi khi nó còn giúp đạo diễn và các diễn viên thể hiện được cái tính tư tưởng của vở diễn. Ví dụ ngay từ khi mở cái tấm màn nhung ra thì người ta nhìn thấy trước. Và nó cái mỹ thuật sân khấu nó sẽ đi đến tận cuối vở diễn. Mọi người hay nói là đi xem biểu diễn
đi xem biểu diễn thì có à. Nghĩa là cái tính thị giác nó đòi hỏi rất là cao bên cạnh những cái yếu tố khác. Nó đóng góp vào sự thành công cho vở diễn bởi vì những cái nhân vật xuất hiện ở trong đó họ đi lại, họ, họ được nhấn thêm bởi cái không gian đó, bởi những cái hình ảnh mà cái người họa sĩ thiết kế khắc họa lên hoặc là quy định cùng với lại đạo diễn, cho nên rằng là cái mỹ thuật sân khấu nó không thể tách rời với một vở diễn, nó cũng không thể tách rời với công việc của đạo diễn và diễn viên được. Nhưng cho em hỏi thật là có lúc nào mà có những cái sân khấu anh đặt rất nhiều kỳ vọng, có những thiết kế anh nghĩ rằng ôi đẹp lắm rồi, mà cuối cùng khi mà đưa cho đạo diễn thì lại bị nhận những lời góp ý gọi là mình không mong muốn không? Thực ra là không phải một lần đâu, rất là nhiều lần. Đấy là cái thường trực những người làm thiết kế mỹ thuật hay gặp phải. Tức là chúng ta nghĩ nó rất là tâm đắc rồi. Nghĩ là thôi cái bản thiết kế này oách lắm rồi. Không chê vào đâu không được. Không chê vào đâu được. Và rất là hào hứng để trình bày ý đồ với đạo diễn, trình bày ý đồ với chỉ đạo nghệ thuật của nhà hát. Thế nhưng mà đưa đến thì ngay sau đó có thể gặp ngay một gáo nước lạnh. Thì thậm chí là đến bây giờ mình cũng thỉnh thoảng vẫn gặp phải, chứ không phải là từ lúc trẻ đâu. Bởi vì đấy là cái thuộc tính nghề nghiệp. Nhưng thực sự, ấy, giống như anh nói, cái tôi của người nghệ sĩ rất lớn. Và khi mà cái tôi và sự sáng tạo của người nghệ sĩ bị phủ nhận, thì người ta rất dễ chán nản. Anh làm thế nào để vượt qua được cái phủ nhận đấy trong nghệ thuật? Đấy cũng là một câu hỏi rất là khó mà đúng. Mình phải chấp nhận nó bởi vì sao? Bởi vì hiểu cái tính chất của công việc. Môi trường công việc này nó là một cái sự hợp tác mang tính tổng hợp giữa tất cả các cái khâu, cho nên là mình phải biết rằng là mình phải tôn trọng cả những cái ý kiến của các thành phần ở trong một vở diễn, đặc biệt là với đạo diễn. Anh là một trong số không nhiều những họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu tại Việt Nam được đi tu nghiệp tại nước ngoài. Ví dụ Mỹ này, Đức này, Nhật Bản. Thì những cái chuyến tu nghiệp đó đã mang lại cho anh điều gì? Thực ra thì nó cho tôi nhiều. Nhưng ở mỗi một đất nước thì tôi lại có được cái mục đích riêng. Có khi ban đầu thì mình không đặt ra được đâu. Mình được đi học thì mình thích lắm. Thế nhưng mà sang đến nơi thì mình bảo hóa ra đến đây thì mình đặt ra cái mục đích cho mình là mình phải học được cái này. Ví dụ như là tôi đi sang Mỹ thì tôi học được cái là làm thế nào để học được cái cách thiết kế theo cái hướng gọi là kịch hiện thực tâm lý, tức là nó thực như thế này này, như là trong chúng ta sinh hoạt ở trong ngôi nhà, nhưng để đặt một cái không gian đấy lên trên sân khấu thì nó cần rất là nhiều những cái mẹo và những cái phương pháp thiết kế mà làm thế nào để chúng ta mang được cái không gian riêng, những cái lối riêng, những cái khoảng riêng, và nó vẫn đưa cho người ta vào một cái môi trường hiện thực. Hay là khi đi sang Đức cũng là một cái tình cờ thôi, rất là may mắn. Tôi lại được đến cái nhà hát của ông Bertolt Brecht. Ông đã từng làm việc ở đó. Thế thì tự dưng lúc đấy mình mới lại có được một cái mục đích riêng là mình học được cái phương pháp thiết kế theo phương pháp của Bertolt Brecht. Và tôi cố gắng tìm được những cái chìa khóa để mở ra những cái thiết kế theo phương pháp đấy. Thế còn khi mà tôi sang Nhật thì người Nhật họ có một cái mà như chúng ta biết, tức là họ địa phương hóa tất cả những cái mà họ mang ở nước ngoài về. Tôi cũng hiểu cái điều đó, và khi tôi sang Nhật học thì tôi cố gắng được va chạm càng nhiều, hỏi càng nhiều và được xem càng nhiều càng tốt để Việt hóa những cái đó theo Việt Nam. Bây giờ mình sẽ minh họa bằng chính những thiết kế sân khấu của anh nhé. Vâng. Quý vị có thể thấy là trên màn hình nền của sân khấu ngày hôm nay cũng là hình ảnh của những thiết kế mà nghệ sĩ Doãn Bằng đã thiết kế. Anh có thể giới thiệu một chút với khán giả được không? Về hai thiết kế ở hai bên màn hình nền này. Đây là thiết kế của vở Mùa hạ cay đắng. Tôi làm cùng với lại đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Anh Tú. Thì đây cũng là một cái tác phẩm mà cũng có rất nhiều cái tiền bối đã thiết kế cho vở này. Thế thì nó cũng là một cái áp lực là làm thế nào để mà mình là người đi sau mà mang đến được một cái bản thiết kế nó khác biệt. Khi mà đặt vấn đề thì trên cái bản thiết kế này nó là cả một cái không gian toàn là cát trắng ở vùng Quảng Bình. Khi đấy thì tôi nảy ra một cái ý là thế thì tại sao chúng ta không làm ngược lại, chúng ta làm âm bản. Tức là cát nó trắng thì bây giờ ta biến thành nó đen, và tất cả những đây cái đây chính là cái mảng đen. Vâng, và cái không gian đen chính là cái không gian của cát. Và đây là một cái bản thiết kế mà tôi cũng được đánh giá cao ở trong cái năm 2012.
Thế còn với hình ảnh sân khấu mà Mỹ Lan thấy nó giống như là một khung cửi à? Hay là một bánh xe vậy ta? Vâng, đây là cái bánh xe luân hồi chị ạ. À, bánh xe đúng không ạ? Bánh xe luân hồi. Bánh xe luân hồi. À, thì đây là cái vở mà tôi thiết kế cho nhà hát cải lương Việt Nam. Ở trong vở thì nó có những cái sự luân hồi đầu thai qua những cái thời kỳ và những cái thế lực đó, những cái linh hồn đó nó luôn luôn đuổi nhau và nó ngăn trở cho người ta làm nghệ thuật. Đấy là cái một cái câu chuyện đấy. Thì ở đây tôi dùng cái hình ảnh nó như cái bánh xe luân hồi. Đây cũng là một cái bản thiết kế mà được đánh giá tốt. Phải nói là rất độc đáo ạ. Vâng. Thú thực là trước khi được trò chuyện với anh á, thì em cứ nghĩ đơn giản lắm về về sân khấu. Và đến khi em nhìn thấy những bức hình này em mới ồ, hóa ra là thiết kế mỹ thuật sân khấu nó độc đáo đến như thế này, nó cầu kỳ đến như thế này ư. Và khi mà nhìn vào ấy thì ngay cả những cái người ngoài thậm chí chưa theo dõi nội dung của những tác phẩm đó ra sao thì có thể mường tượng được trong đầu những cái cảm xúc đầu tiên đúng không anh? À. Thế mới thấy rằng là người họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu tài năng đến như thế nào. Cảm ơn anh rất nhiều. Nói thêm một tí, thêm một tí, tại vì mọi người không hiểu cái nghề này một cách sâu sắc, cho nên là có thể tôi muốn trao đổi một tí để giải thích cho rõ hơn. Tức là cái đòi hỏi ở trên thiết kế mỹ thuật sân khấu của như là kịch này, chèo này, cải lương hay tuồng, nó khác thiết kế sân khấu cho showbiz. Bởi vì thường thì thiết kế cho các chương trình showbiz nó dùng cái hệ thống điện tử hoặc là màn LED. Chứ nhưng mà cái thiết kế cho sân khấu chúng tôi thì lại cái tính thủ công. Dạ. Và chứ nó không dùng cái những cái công những nghệ cái quá liệu, cao. Những cái chất liệu cao. Phải dựng tất nhiên. Đầy đủ. Vâng. Ở những nước tiên tiến thì họ dùng máy móc để di chuyển nó. Thế nhưng ý tôi muốn nói là những cái cảnh trí ở trên sân khấu ấy thì phần lớn là chúng tôi phải sơn, chúng tôi phải vẽ, chứ chúng tôi không dùng màn hình LED. Hiện thực hóa. Nó phục vụ rất là đắc lực cho cái biểu diễn của diễn viên và cho cái dàn cảnh của đạo diễn. Bởi vì không chỉ là làm nền mà nó diễn cùng. Và bây giờ sẽ là một minh chứng rất cụ thể cho những điều mà nghệ sĩ Doãn Bằng vừa chia sẻ. Chúng ta sẽ cùng đến với một trích đoạn kịch mà ở đó quý vị sẽ thấy ngay rằng là thiết kế mỹ thuật sân khấu đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong sự diễn xuất và hóa thân của các diễn viên cũng như là truyền tải thông điệp của vở diễn. Thôi! Cô dằn vặt tôi như thế là đủ rồi. Tôi có tiếc gì cô đâu. Cô muốn gì được nấy, nhưng cũng một vừa hai phải thôi. Đừng có mà khinh thường tôi quá. Tôi tôn trọng anh vì điều gì mới được cơ chứ. Anh chẳng biết gì ngoài cái căn phòng chật chội này cả. Lúc nào anh cũng chỉ biết đến cái máy đánh chữ, bếp dầu, phiếu đường, phiếu phải. Tính toán xem đánh máy được bao nhiêu trang nhân lên được bao nhiêu tiền. Có bao giờ anh đưa tôi đi xem phim lãng mạn, đi nghe nhạc thính phòng chưa? Đời tôi mòn mỏi, già nua đi vì ở bên cạnh anh. Tôi sắp già rồi, gò má của tôi cũng bắt đầu nhô lên rồi. Còn anh thì tóc cũng bắt đầu rụng ở đỉnh đầu rồi đấy. Nói thật với anh nhá, tôi chán anh lắm rồi. Tại sao anh lại nhạt nhẽo và vô vị đến như vậy? Thôi đi! Cô có biết vì ai mà tôi phải cặm cụi vất vả, vì ai mà tôi phải chất bóp từng đồng xu như một thằng khốn nạn không? Là vì cô. Vì cô đấy. Trời ơi! Xưa kia tôi nào có thua kém gì ai. Đáng lý ra tôi có thể trở thành một cầu thủ bóng rổ, bóng chuyền gì đó. Tôi có thể tập đàn guitar, thổi kèn, thổi sáo, hoặc có thể làm bất cứ thứ gì như những thằng thanh niên mà cô vẫn mê, vẫn phục. Tôi thua kém gì cái anh chàng cầm nguyên của cô chứ. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Đúng rồi,
Tóc của tôi đã bắt đầu rụng. Mắt của tôi sắp toét vì những đêm phải thức trắng bên cái bàn máy bánh chữ kia. Vâng, tôi tầm thường. Tôi hèn mọn. Tôi đáng khinh bỉ. Tôi không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Tốt nhất là ly hôn đi. Ly hôn? Được. Tốt nhất là như thế đi. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, nối vào những chuỗi ngày dài dằng dặc giống y hệt nhau. Không tai họa, cũng không hạnh phúc, không được ghi nhớ, cũng không được quý trọng. Chỉ khi giật mình nhìn lại mới thấy nó thật vô vị làm sao. Anh Bình đã ngủ say. Hình như anh ấy không có điều gì để băn khoăn day dứt. Trên gương mặt của anh ấy dường như là yên tâm và thỏa mãn về mọi điều. Nhưng đằng sau sự yên tâm và thỏa mãn ấy, mình lại thấy có một nỗi niềm gì đó mà anh ấy không thể chia sẻ được cùng với mình. Những sợi tóc bạc đã bắt đầu dày lên trên đầu của anh ấy. Mình muốn với tới mà không tài nào chạm đến được. Không thể chê trách được anh ấy điều gì. Nhưng không hiểu vì sao trước đây mình đã từng nể anh ấy, trọng anh ấy đến vậy. Một người đàn ông thông minh tài giỏi, một nhà khoa học đầy triển vọng. Vậy mà sắn là nguồn lương thực quan trọng nhất. Anh ấy đã đặt tên bài báo của mình như vậy đấy. Thực ra thì mình đã ngủ đâu. Mình biết là Yến cũng đang trằn trọc. Mình không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa. Nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, mà tại sao con người ta lại có thể không cùng chung một suy nghĩ? Mà mình có làm điều gì có lỗi với cô ấy đâu. Mình chỉ mong những điều tốt đến với mọi người thôi mà. Như Hiệp chẳng hạn, gần đây cậu ấy luôn phản đối mình, xa lánh mình. Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Yến gầy và xanh quá. Mình thương cô ấy. Mình muốn ôm chặt lấy cô ấy. Mà tại sao? Tại sao không tài nào ôm được? Và thưa quý vị, ngay bây giờ phía sau màn nhung sẽ được chào đón thêm một vị khách mời nữa rất đặc biệt. Đó chính là người đã truyền lửa cho nghệ sĩ Doãn Bằng gắn bó với con đường thiết kế mỹ thuật sân khấu. Và cũng là một tên tuổi của làng mỹ thuật sân khấu Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Doãn Châu. Xin chào Mỹ Lan và xin chào toàn thể các quý vị khán giả của phía sau màn nhung. Cái trường đoạn đầu tiên ấy, là nghệ sĩ Doãn Châu đã đóng vai trò là khán giả để nghe con trai của mình, nghệ sĩ Doãn Bằng chia sẻ. Cái cảm xúc lúc đó như thế nào ạ? Phải nói là thế này, tôi được đến đây nói chuyện, được giải bày tâm sự và được cùng trao đổi tất cả với các bạn về nghề nghiệp của hai bố con. Nhưng đồng thời cũng là một cái gửi gắm của tôi đối với lại Doãn Bằng. Đây chính là trách nhiệm rất nặng nề mà người cha đã gửi gắm vào con trai mình đây anh Bằng ạ. Vâng, nhưng mà ở đâu đó thì thực ra nó là một cái niềm tự hào, bởi vì là được mang vác những cái trách nhiệm đấy. Thế ở đây cũng nói về niềm tự hào thì nó có một cái kỷ niệm về cha mình như thế này. Năm 2015 thì tôi được đến dự cái lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Architect, tức là Hiệp hội sân khấu cho khán giả trẻ trên thế giới. Ở trong cái buổi khai mạc lễ kỷ niệm đó thì bất chợt tôi nhìn thấy cái áp phích mà cha tôi đã thiết kế cho cái Architect Việt Nam và được họ treo trang trọng ở trong đấy. Thì tôi hơi bất ngờ, thế tôi có hỏi tổ chức ở trong cái lễ đó thì họ nói là chúng ta có hàng ngàn cái poster, thế nhưng ở đây là kỷ niệm 50 năm thì chỉ có 50 bức mà đẹp nhất được chọn ra từ hàng ngàn bức trong 50 năm đó. Thì tôi vô cùng tự hào. Cũng từ đó thì cái trách nhiệm, cái gánh nặng nó nặng hơn, nhưng mà nó cũng làm cho mình cái động lực nó lớn để mà tôi đi tiếp, và tôi phải xứng đáng với nó. Càng áp lực hơn khi nghệ sĩ nhân dân Doãn Châu là một người nghệ sĩ quá đa tài và nổi tiếng, đúng không anh, trong nhiều lĩnh vực. Vâng, tôi thì làm được một phần nhỏ trong những cái tài năng của ông thôi. Tại vì cha tôi thì rất là đa tài, ông là diễn viên, ông là họa sĩ thiết kế, và thậm chí là về sau này ông còn viết sách nữa để truyền lại cho những thế hệ sau. Và những cái tác phẩm của ông về thiết kế mỹ thuật sân khấu cũng là những cái tác phẩm mà được ghi nhận là những biểu tượng của những thời kỳ phát triển của sân khấu cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sân khấu kịch nói. Thưa nghệ sĩ Doãn Châu ạ, ông đã gắn bó với rất nhiều các lĩnh vực khác nhau liên quan tới sân khấu, giống như nghệ sĩ Doãn Bằng vừa chia sẻ. Có cả diễn xuất này, thiết kế mỹ thuật này, rồi sau này còn là họa sĩ với những tác phẩm nghệ thuật riêng. Vậy thì khi con trai của mình là nghệ sĩ Doãn Bằng quyết định là mình sẽ theo lĩnh vực thiết kế mỹ thuật sân khấu chứ không phải là diễn xuất, thì khi đó ông phản đối hay là ủng hộ ạ? Tôi thì tôi rất ủng hộ. Ủng hộ là vì cái lý do thế này. Tôi thì làm được nhiều thứ, bất cứ thứ gì phục vụ được cho sân khấu thì tôi đều thích và đều đam mê. Khi tôi làm diễn viên thì tôi cũng diễn ghê lắm. Dạ. Mà cũng được nhiều vai hay. Thế nhưng tôi quyết định là mình phải chọn một cái nghệ thuật làm sao mình chuyên sâu. Thế và khi mà
tôi đã có một cái chút khả năng tôi làm và một số thành tựu lớn thì tôi lại rất muốn là Doãn Bằng đi theo cái nghề này. Bởi vì cái nghề này ở nước ta nó dầu sao nó cũng là một cái nghệ thuật mà nó mới bắt đầu được hình thành và phát triển, và thực sự là rất cần những người họa sĩ thiết kế sân khấu thật giỏi. Cho nên tôi rất muốn Doãn Bằng tập trung đi theo, kế thừa và tiếp tục những cái gì mà tôi còn chưa làm được, và đồng thời phát huy những cái mà tôi làm được để cho sân khấu nước nhà càng ngày càng tốt hơn, theo kịp sân khấu thế giới. Chú có thường xuyên góp ý cho những tác phẩm sáng tạo của con trai mình không ạ? Có. Tôi thì tôi theo dõi quá trình của Doãn Bằng ghê lắm. Dạ. Bất cứ một vở nào, dù là lớn hay nhỏ, dù là địa phương hay trung ương, dù là thể loại tuồng, chèo, bất cứ một vở nào thì hai bố con chúng tôi đều có cái thảo luận. Và đây phải nói là thế này, không phải là con hát thì bố cái này đâu, như thế không được. Mà đối với tôi thì tôi cho là nghệ thuật phải rất công bằng. Cái gì hay là hay, cái gì không hay là không hay. Gần đây khi tôi theo dõi những cái thành tựu của Bằng thì tôi rất mừng, bởi vì nó vẫn là phần nào, một phần nào thôi nhé, đáp ứng được tất cả những cái mong muốn của tôi. Nhưng cũng còn những thứ tôi góp ý cho Bằng, và luôn luôn tôi nói là làm thế nào mà Bằng phải học tập. Ví dụ như này, anh làm một bản thiết kế là để cho đạo diễn, cho diễn xuất. Thế thì ngày xưa tôi là một nghệ sĩ biểu diễn, diễn rất nhiều. Thế trong cái không gian này, trong cái bản thiết kế này, thì khi tôi đặt bút thiết kế, tôi đang nghĩ ngay là người đạo diễn, người ta sẽ xử lý cái sân khấu thế nào, diễn viên biểu diễn sẽ biểu diễn trong cái không gian này như thế nào. Thì bằng cái đó không có được cái cảm thụ đó. Anh ấy ngày xưa là anh diễn viên kịch câm, đã từng đi biểu diễn Sài Gòn rồi đấy. Thế nhưng mà thế này chưa đủ, phải là một diễn viên đã từng diễn rất nhiều vai ở các thể loại cổ điển này, rồi là mới, rồi là cũ, vân vân. Thì khi mà cầm một cái bản thiết kế này thì biết ngay là mình phải diễn như thế nào, thì cái đó Bằng sẽ phải tu luyện thêm. Đúng là anh Bằng ạ, anh không chỉ có giám khảo là đạo diễn đâu, mà đây mới thực sự là giám khảo khó tính để đánh giá các bản thiết kế của anh đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Mà hóa ra trước đây anh từng là diễn viên kịch câm mà anh, bây giờ em mới biết. Năm 1978 thì tôi bắt đầu tham gia học về kịch câm ở Cung Thiếu Nhi. Và đến năm 1980 thì tôi có đi diễn theo đoàn nghệ thuật Măng Non của Cung Thiếu Nhi, đi diễn khắp Việt Nam. Nhưng mà nói thật ạ, để có thể dứt ra được cái ánh hào quang của ánh đèn sân khấu và những tràng vỗ tay của khán giả để lui lại hậu trường ấy, em nghĩ rằng điều đó không dễ dàng. Và anh đã làm được điều đấy. Nó cũng có một phần là thế này, tôi được sinh ra ở trong gia đình như vậy. Cho nên với tôi thì nó không quá là cảm thấy rằng là phải theo như vậy. Hoặc là một phần nữa là vì bố mẹ cùng là diễn viên, cho nên bố mẹ đi biểu diễn nhiều. Mình cứ ở nhà một mình ở cùng với bà, thành ra là mình nhớ lắm. Mình cứ nghĩ là sau này mình có con thì mình cũng sẽ gần gũi với con. Thế là thành ra là mình không quá là thích cái vai trò diễn viên, mà cũng không quá là đam mê được biểu diễn. Thế nên bây giờ mình cảm thấy rất là hài lòng với con đường mình đã chọn, được không ạ? Cho phép cháu được hỏi là có lúc nào mà nghệ sĩ Doãn Châu góp ý cho anh Bằng mà anh Bằng không nghe? Rồi là có lúc nào mà anh phải dùng cái tài thuyết phục của mình để thuyết phục trở lại cha là đây mới là ý tưởng mà con muốn hướng tới, đây mới là ý tưởng hợp lý với vở diễn, với tác phẩm của con, mà không phải là theo ý của cha không ạ? Có chứ. Khi mà Bằng giải thích xong thì tôi cũng tôn trọng cái sáng tạo của Bằng. Trong những năm gần đây thì nó xảy ra nhiều. Tại vì hiện giờ thì cha tôi vẫn có những cái hợp tác với các đơn vị để thiết kế sân khấu. Vâng. Thế trong quá trình cha tôi thiết kế thì tôi cũng xem và cũng có những cái trao đổi. Cái vấn đề bất đồng đôi khi nó cũng xảy ra. Và khi tôi thiết kế cũng vậy. Thế nhưng tôi thấy là hạnh phúc nhất là khi là cha con chúng tôi trao đổi được với nhau về nghề. Và chính những cái sự tranh luận đó thì nó lại mang đến cái sự phát triển cho tôi trong nghề nghiệp. Nếu mà các bạn mà để ý thì sẽ thấy là những cái thiết kế sân khấu của
cha con chúng tôi mà, là có thể thất bại, có thể thành công, nhưng luôn luôn phải khác nhau, luôn luôn phải có sự tìm tòi. Vậy thì có lúc nào mà những cái không phải là góp ý mà là trao đổi của con trai đã khiến cho chú phải thay đổi tư duy hay là thay đổi cách làm của một tác phẩm nghệ thuật nào? Có chứ. Vâng. Lớn thì không có, nhưng có những chi tiết là mình phải thay. Vâng. Mà cái đó là tôi mới thể hiện là sự tôn trọng nghệ thuật nhé. Chứ không phải tôn trọng chỉ tôn trọng con. Vâng. Mà là tôn trọng cái đúng. Hai là phải biết khiêm tốn. Và có vẻ như là bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy, bao nhiêu kiến thức của mình trong hàng chục năm cũng đã được gói gọn lại trong một cuốn sách như thế này ạ. Quý vị thấy đây là cuốn Mỹ thuật sân khấu của nghệ sĩ nhân dân Doãn Châu do nhà xuất bản Sân khấu xuất bản. Chú chia sẻ một chút về tác phẩm của mình đi ạ. Trong này thì chủ yếu là tôi muốn tổng kết lại tất cả các cái kiến thức về mỹ thuật sân khấu. Thứ hai là cũng qua cái cuốn sách này thì tôi muốn giới thiệu một số các cái tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật sân khấu thế giới và mỹ thuật sân khấu của Việt Nam để quý vị khán giả cũng như là những người yêu sân khấu có được cái khái niệm về cái nghệ thuật mỹ thuật sân khấu và đồng thời là có thể giúp ích làm thế nào để thành ra một cái như là kim chỉ nam cho những cái thế hệ họa sĩ trẻ căn cứ vào đây để mà sáng tạo ra được nhiều cái sáng tạo mà nó theo kịp được cái mỹ thuật sân khấu của thế giới. Anh Doãn Bằng ạ, anh lĩnh hội được bao nhiêu phần trăm một cuốn sách rồi? Thực ra thì theo như cuốn sách này chúng ta có thể làm được một cái thiết kế cơ bản cho sân khấu rồi. Thế còn một phần nữa là cái vốn sống, cái kinh nghiệm, cái thu thập thì nó mới làm cho cái anh họa sĩ thiết kế là đi vững và đi rất là xa. Giờ đây thì không chỉ là một họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu, nghệ sĩ Doãn Bằng cũng đang giữ vai trò quản lý ở trong nhà hát của mình. Đó là trưởng phòng nghệ thuật của nhà hát Tuổi Trẻ. Vâng. Cái vai trò quản lý đấy có khiến cho cách anh sáng tạo nghệ thuật và thiết kế cho những sân khấu của mình khác đi không? Khi làm quản lý thì phải tỉnh táo. Vâng. Không chỉ đơn giản là làm nghệ thuật ở đó mà còn quản lý nhân sự rồi còn phải có những cái đóng góp rất là thiết thực cho cái định hướng nghệ thuật của nhà hát cùng với lại ban giám đốc của nhà hát để làm thế nào mà nhà hát có được một cái định hướng nghệ thuật luôn luôn tiên tiến và được lan tỏa đến công chúng. Và trong cuộc trò chuyện của mình thì hai người nghệ sĩ đều nhắc tới một cái cụm từ rất là quan trọng trong sáng tạo nghệ thuật, đấy chính là sự mới mẻ. Thiết kế sân khấu thì thường dễ đi vào lối mòn, và nói thật là nó khó đúng không ạ? Vậy làm thế nào để mình liên tục tạo ra cái sự mới mẻ đấy? Tôi xin nói thế này, tôi có một người thầy rất giỏi, tức là thầy nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đình Y, có dạy tôi một cái câu là thế này: nếu không mới đừng làm. Tức là luôn luôn bắt anh phải động não để anh tìm ra những cái sáng tạo mới cho sân khấu. Cho nên mỗi một vở diễn là phải chịu khó tìm thì mới được cái lạ. Bằng mọi giá đừng bao giờ thỏa mãn với mình. Đến lúc nào mà tạo ra được một hình thức độc đáo cho vở diễn đó thì mới gọi là tạm thành công. Thực ra thì nó phải là đọc nhiều, đọc liên tục. Bởi vì chúng ta không thể sống được hết tất cả và chúng ta không thể hưởng được hết tất cả những cái của người khác. Thế nhưng chúng ta có thể cảm nhận được nó, hiểu được nó, chạm được nó ở phần nào bởi vì chúng ta đọc hay chúng ta xem. Và thậm chí là luôn luôn phải có một cái ý thức, tức là thu nạp ở bên đời sống xung quanh mình. Nếu không có những cái quan sát, không có được những cái cảm nhận thì chúng ta cứ để nó trôi tuột và thành ra chúng ta phí mất những cơ hội biểu đạt tốt nhất cái mà chúng ta muốn. Cho nên để sáng tạo thì cũng như cha tôi đã nói, và nghề chúng tôi thì cái gì cũng phải để ý, phải học, phải đọc và phải nạp để lấy chất liệu. Thế và khi mà tôi có những cái gì tôi đi tu nghiệp và được thực tập ở nước ngoài thì tôi có trách nhiệm phải làm thế nào cho cái mỹ thuật sân khấu của Việt Nam mình phải song hành được, hoặc là có thể không song hành được thì cũng phải tiệm cận được với cái mỹ thuật sân khấu thế giới bằng mọi cách. Tôi nghĩ rằng ở một phần nào đó thì tôi đã làm được cho những cái tác phẩm của tôi nó đi gần và nó song hành được với cái quan điểm thiết kế của thế giới.
Thế thì tôi nghĩ rằng là một cái thách thức lớn, một cái hạt mầm là cha tôi đi học, cha tôi về gieo cho tôi cái hạt mầm đấy. Và tôi làm thế nào, tôi phải chăm bẵm nó, tôi phải vun vén cho nó, thì ngày hôm nay nó đã trở thành một cái cây. Có thể cái cây ấy nó chưa quá là cao lớn, nhưng tôi đã vun vén nó được thành một cái cây để mà có thể những thế hệ sau sẽ bồi đắp cho và chăm bẵm cho nó lớn hơn nữa. Bản thân cháu nghĩ rằng những lời chia sẻ của nghệ sĩ Doãn Châu và anh Doãn Bằng không chỉ là tốt cho những bạn trẻ nào đang muốn theo thiết kế mỹ thuật sân khấu đâu, mà còn với rất nhiều các bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời của mình, đang đứng trước lựa chọn cho nghề nghiệp của mình. Muốn đi đến thành công, chúng ta không thể thiếu sự nỗ lực, không thể thiếu sự nhẫn nại, không thể thiếu những ý tưởng và không thể thiếu cả cái sự táo bạo để vượt qua khó khăn thử thách, đúng không ạ? Và xin chúc cho nghệ sĩ Doãn Châu và nghệ sĩ Doãn Bằng sẽ tiếp tục nuôi nấng nhiệt huyết của mình, cũng như là sẽ sáng tạo không ngừng, đưa thiết kế mỹ thuật sân khấu Việt Nam sánh ngang với thiết kế mỹ thuật sân khấu của thế giới. Cảm ơn cả hai nghệ sĩ đã đến với Phía Sau Màn Nhung ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và chúng tôi hy vọng rằng với mỗi số của Phía Sau Màn Nhung đi qua, chúng ta lại hiểu thêm rất nhiều về tấm lòng, cũng như là về những nỗ lực của người nghệ sĩ, và để nhìn lại chính cuộc sống của mình, để mỗi người càng có thêm thật nhiều động lực để phấn đấu và phát triển. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.